Thảo Ngân xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với podcast của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Ngày hôm nay của quý vị thế nào rồi? Sau một ngày làm việc, trở về nhà với căn phòng nhỏ của riêng mình, có bao giờ bạn nghĩ mình đang cô đơn? Đối với tôi, một người không hẳn là một đứa con nít, cũng chẳng phải là một người trưởng thành, nó mơ hồ và nhiều thứ xung đột lắm. Có khi tôi thật vui khi mình được tự do như chú chim nhỏ giữa trời, nhưng cũng có những khoảnh khắc tim mình như đông cứng lại, ai đó tay trong tay ngoài phố giữa mùa đông lạnh giá. Chẳng phải riêng tôi mà chắc hẳn bạn cũng đã từng như vậy phải không? Từng lạc lõng giữa phố đông người, từng chẳng biết phải kể một câu chuyện buồn với ai cả. Và cũng từng cảm thấy mọi mối quan hệ xung quanh mình đều là hời hợt. Vậy thì ngồi lại đi, tôi và bạn cùng trò chuyện một chút về cô đơn nhé. Trong thế giới vốn rộng lớn, đôi khi cảm giác cô đơn vẫn có thể ập đến như một cơn mưa bất chợt. Thực ra mà nói, chẳng ai hiểu cô đơn là gì. Những lúc buồn bạn sẽ cảm thấy cô đơn phải không? Buồn và cô đơn là đôi bạn thân đấy. Chỉ có một mình thì sẽ chẳng thể đánh đổ được hai chúng nó đâu. Cô đơn chính là khi tôi đứng giữa những đám đông, nhưng tất cả những gì có thể làm chỉ là im lặng. Thậm chí, ngay cả khi im lặng, cũng chẳng một ai thèm để ý đến sự bất thường đấy của tôi cả. Nhưng cũng có lúc tôi lại nói rất nhiều, nói tới mức để cho mọi người phải lên tiếng chú ý đến mình. Bạn có từng như thế không? Cũng có những nỗi cô đơn chỉ một mình. Tôi cảm thấy cô đơn giữa dòng người tấp nập, toàn là những người không hiểu tôi. Hoặc tôi cô đơn giữa chính tôi, giữa cái thân xác và tâm hồn chẳng hề ăn nhập. Lắm lúc đứng giữa nơi đông người, mang điện thoại ra lướt lướt, cũng chỉ muốn nói rằng tôi không cô đơn, tôi vẫn còn điện thoại để tâm tình cơ mà. Có thể đó cũng chính là lý do mà người trẻ yêu mạng xã hội tới vậy. Và cũng có một sự cô đơn nữa mà tôi gọi là đút tay vào túi áo. Chắc là bạn cũng từng đút tay vào túi áo, dạo bước trên phố những ngày mùa đông, mặc kệ dòng người lại qua tấp nập. Đó, cảm giác cô đơn chính là như thế. Nhưng dẫu vậy, không phải cô đơn mà chúng mình quên đi nghĩa vụ làm nóng trái tim mình. Thật ra, cô đơn không phải lúc nào cũng đi đôi với tiêu cực. Đôi khi nó là thời gian để chúng ta tự tìm hiểu về bản thân, nghĩ về những điều quan trọng, những ước mơ chưa thực hiện, hay những cơ hội trong tương lai. Sự cô đơn thôi thúc mình trưởng thành hơn, và khi trưởng thành thì chúng ta mới hiểu rằng nhiều khi cô đơn cũng chính là một bình yên. Bầu trời trong mắt mỗi người vẫn luôn mang một màu xanh khác nhau. Nỗi buồn của mỗi người cũng vậy, cũng có những cung bậc khác nhau. Nước mắt rơi xuống vì thế cũng có vị mặn khác nhau, nhưng mặn hay nhạt phải nếm trải thì mới biết. Tôi rất muốn nhắn nhủ với những người nào đó đang sống trong những nỗi buồn. Đừng gặm nhấm một mình, hãy chia sẻ khó khăn và dành quan tâm của mình cho nhiều người khác. Không ai có thể sống vui vẻ mà không có những liên kết tốt đẹp với những người xung quanh. Là liên kết chứ không phải lệ thuộc hoặc kỳ vọng. Và nhiều người xung quanh ở đây không phải chỉ có một vài đối tượng hạn hẹp mà mình nghĩ là của mình đâu bạn ạ. Lúc nào đó cảm thấy cuộc sống quá mệt mỏi, khó khăn, hãy cố gắng dành thời gian tìm về những nơi bình yên để lòng mình được nhẹ nhàng hơn. Hãy nghỉ một lát rồi tiếp tục đi. Cái cảm giác được ngồi một mình trong căn phòng vắng lặng, một mình lắng nghe những lời thú tội chẳng mấy ngọt ngào của con tim hay lý trí, thỏa thích tưởng tượng những điều có khi còn chẳng bao giờ xảy ra, nhưng tự mình vui, tự mình hài lòng, vậy thôi. Cô đơn giống như một đám mây mù mịt, nhưng sau đó luôn có mặt trời chiếu sáng. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp vài người có thể đánh thức điều gì đấy trong mình. Một cảm xúc mãnh liệt, một ước mơ, đôi khi cũng chỉ là một sự thách thức mà chính mình phải vượt qua. Khi cô đơn, tại sao lại không tạo cho mình một cơ hội? Chẳng hạn tham gia vào một nhóm người có cùng sở thích, cùng những đam mê. Nơi gặp gỡ có thể là quán cà phê, nhà sách hay vườn hoa. Điều này sẽ khiến bạn không cảm thấy quá áp lực hay lúng túng. Và dù bằng cách nào đi chăng nữa, ít nhất việc gặp gỡ những người khác sẽ khuyến khích bạn ra khỏi nhà, tham gia với cuộc sống đầy màu sắc ngoài kia và cảm thấy mình ít trơ trọi hơn nữa. Những lúc bạn cô đơn, cũng có thể bạn đang cần cảm giác muốn được ai đó yêu thương, chở che. Và mình được yêu thương chăm sóc lại cho họ. Vậy thì một gợi ý cho bạn. Hãy lựa chọn một loài vật nào đó mà bạn cảm thấy mình thực sự yêu mến chúng. Đó có thể là một chú mèo nhỏ, một con cún đáng yêu. Tình cảm giữa người và động vật có thể xem như một sợi dây vô hình đặc biệt mà bạn không thể ngờ tới.
hãy hẹn hò với chính mình thì sao? Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng là một trong những phương thức hữu hiệu nhất để thực hành tìm kiếm niềm vui của sự cô đơn. Trong những cuộc hẹn đó, bạn có thể thử quan sát xung quanh mình. Chắc chắn bạn sẽ nhìn thấy rất nhiều người cũng đang hạnh phúc khi đi ăn tối hoặc đến rạp chiếu phim chỉ một mình. Bạn có thể làm quen dần với kiểu hẹn hò này bằng cách đến quán cà phê hay ngồi một mình trong vòng 10 phút. Lên kế hoạch cho chuyến đi chơi một mình cũng là một trải nghiệm thật thú vị. Những chuyến du lịch ngắn ngày với bữa sáng phục vụ tận giường, vườn tược đầy nắng, những hội chợ quê, qua quan sát của một người là bạn, thực sự đó là một niềm vui rất khác. Nhất là những người vừa kết thúc mối quan hệ tình cảm của mình, tôi có một lời khuyên tốt nhất cho bạn là không cần vội đâu. Các mối quan hệ không phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống, ngay cả khi bây giờ đối với bạn dường như cuộc sống đã gần kết thúc. Cái chính là ở bạn, bạn muốn gì, bạn mơ ước gì, bạn làm gì bấy lâu nay. Bạn có thể được tự do thực hiện bất kỳ một ước mơ nào của mình, chỉ cần một mình bạn. Và ngoài ra, đã ở một mình trong 3 tháng, 6 tháng hay 9 tháng, thì bạn đã học cách lắng nghe nhu cầu và mong muốn của mình. Bạn sẽ phải ngạc nhiên khi thấy rằng mình thực sự chẳng cần bất kỳ một hình thức kết hợp nào cả. Bạn sẽ chú ý đến bản thân mình nhiều hơn, sẽ không bắt đầu một mối tình lãng mạn chỉ vì mong muốn lấp đầy sự trống trải bên trong của chính mình. Là một người bình lặng, đói thì ăn, chán thì đi du lịch, cô đơn thì đọc sách, bình thản chờ đợi tình yêu và nương tựa vào nỗi buồn đẹp của mình, thật thà với cuộc đời. Tất cả đó là bản năng của hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc không phải là chúng ta kiếm tìm, mà vốn dĩ nó luôn ở đó, sinh ra đã có, kể từ khi mình cất tiếng khóc đầu tiên. Khóc cho mình cũng là một loại hạnh phúc. Vậy nên cuộc đời cứ buồn đi, cô đơn đi, không chối bỏ thì bình yên khác sẽ tự đến. Thời điểm ấy chẳng phải xa xôi gì, chỉ cần thành thật với chính mình thì hạnh phúc sẽ đến mà thôi. Đến một độ tuổi, tự khắc chúng ta sẽ nhận ra buồn hay cô đơn chỉ là khoảnh khắc của bình yên đến muộn. Nên tôi cứ cho phép mình buồn bởi đó là sự thật. Nhưng vì buồn mà cuộc đời tôi đã có thêm nhiều ngày hưởng nắng, tự mình biết hong khô lấy nỗi buồn của chính mình. Không đợi chờ, không trách móc, giản đơn mà sống, và tất cả đều là sự sắp xếp của số phận rồi. Bởi vậy, nếu hôm nay bạn đang cô đơn, hãy thử ngồi xuống, hướng tâm trí về phía mình, xem xét gốc rễ của mọi khổ đau, thì con đường bạn muốn đi sẽ hiện rõ trước mắt, nhẹ nhõm và không còn cô đơn nữa. Tới đây, podcast tối nay của báo Sức Khỏe và Đời Sống đã kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.